đang đến với chương trình Hôm nay ta đẹp được phát sóng trên đài phát thanh và truyền hình Long An. Chương trình được thực hiện bởi sự tài trợ của Viện Phẫu thuật Thẩm mỹ Bác sĩ Long. Và như thường lệ, ngày hôm nay chúng tôi cũng sẽ mang đến cho tất cả quý vị khán giả những bí quyết làm đẹp để giúp cho tất cả quý vị ngày càng hoàn hảo hơn trong mắt mọi người. Và bây giờ không để quý vị các bạn đợi lâu thêm nữa, chúng ta hãy đến với chương mục đầu tiên của chương trình ngày hôm nay, đó là chương mục Người đẹp vì lụa. Quý vị và các bạn đang đến với chương mục đầu tiên của chương trình ngày hôm nay, đó là chương mục Người đẹp vì lụa. Và ngày hôm nay thì Tú muốn đưa ra một cái vấn đề để tất cả chúng ta cùng nhau bàn luận và chia sẻ. Có để ý là khi vào những dịp tiệc tùng như là đi ăn lễ cưới nè, rất là nhiều tiệc tùng khác nhau, nhưng mà Tú chú trọng với lễ cưới. Mọi người bây giờ dường như là mỗi lần đi lễ cưới là mọi người đầu tư về hình ảnh của mình, vẻ ngoài của mình rất là hoành tráng. Nhiều lúc mình cảm giác là còn hơn cả cô dâu và chú rể nữa. Quá luôn. Bây giờ có vẻ là cô dâu thì càng ngày càng đơn giản quá thì đúng không? Còn khách khứa thì coi như là bây giờ ta nói make up hay là trang điểm từ 1 giờ trưa mà tiệc tới 6 giờ chiều mới đầu mà đã đi make up rồi trang điểm là làm quá. Tóc. Thôi không biết nhiều người uống tóc rồi, ép tóc rồi từ lúc 1 giờ trưa, thậm chí là sáng sớm hay là mốt làm đủ trò cho cái bữa tiệc lễ cưới vào buổi tối. Thật ra là vậy nè. Nói gì thì nói, mọi người thì ai cũng có nhu cầu làm đẹp, đặc biệt là chị em phụ nữ. Dễ gì mà có tiệc đâu. Một năm có mấy dịp mà có cái đám cưới và có bữa tiệc đúng không nè. Thành ra thôi thì có bữa tiệc cho ta lộng lẫy một chút xíu đi. Nhưng mà Hà Nhật Tiến nè, mới về thời trang đi dự tiệc thì có những cái quy tắc nào mà chúng ta nên nắm không? Thật ra cũng giống như những cái loại thời trang khác thì thời trang dự tiệc nó cũng có một số cái quy tắc nhỏ mà cũng rất là dễ dàng để các bạn có thể áp dụng. Cái đầu tiên là chọn màu sắc trang phục. Chúng ta đi tiệc thường chúng ta hay sử dụng những trang phục như là màu đen, trắng, đỏ, xanh navy, xanh cổ vịt. Như là đen trắng thì nó đã quá quen rồi, còn nếu như chúng ta sử dụng những trang phục như là màu đỏ thì chúng ta nên lưu ý là hạn chế những cái thiết kế nó quá cầu kỳ hoặc rườm rà và hạn chế phụ kiện lại. Nhưng mà Hà Nhật Tiến với Thanh Tú biết không, nhiều khi có những cái bữa tiệc mà nó rơi vô ngày thường mà đi làm á cũng vất vả lắm. Nói chung chị em phụ nữ đi làm mình lo là đem laptop nè, đem những cái tài liệu, phải ráng na thêm bộ đồ, rồi thêm bộ đồ make up, nói chung là lỉnh kỉnh đủ thứ cái. Thì có cái cách nào để mà cải thiện được cái tình trạng đó là vừa làm việc xong một cái là có thể sẵn sàng để mà đi dự tiệc luôn được không? Tôi nghĩ đơn giản là trước khi bắt đầu đi làm chúng ta sẽ xác định là tính chất buổi tiệc, sau đó chúng ta sẽ chọn một bộ trang phục nó thật sự là thanh lịch nhã nhặn thôi, vừa phù hợp đi làm vừa phù hợp để chúng ta đi tiệc. Và sau bữa tan tầm thì chúng ta có thể mang theo những cái phụ kiện như là đính đá một xíu hoặc gì lấp lánh hoặc là metallic một xíu để làm điểm nhấn nhẹ sẽ phù hợp với các buổi tiệc. Thí dụ như bữa nay thì thôi đi làm đi, thôi mặc cái bộ đồ như vậy nè, mà tối nay đi dự tiệc thì anh Thơ nghĩ cũng phù hợp đúng không? Phù hợp thì rõ ràng thêm... giống như Tiến vừa chia sẻ thì thêm một chút xíu phụ kiện là thêm một cái sợi dây chuyền cho nó hoành tráng lên nữa. Nó không cần hoành tráng đâu, tại vì Tiến nghĩ là tại vì dù sao mình chỉ là khách khứa thôi, hiểu không? Mình tiết chế lại. Nhiều lúc hả, có những bức ảnh chụp hình của cô dâu chú rể không có phân biệt đâu là cô dâu luôn đó. Rồi vậy còn có quy tắc nào nữa nè? Cái thứ ba Tiến muốn nói là chúng ta nên xác định tính chất của buổi tiệc. Thường bây giờ các buổi tiệc sẽ ra những cái dress code cho những người khách sẽ đi dự. Nếu cái buổi tiệc đó quy định là chúng ta mặc đồ trắng mà chúng ta lại không chú ý cái điều đó thì không có giống như đám đông, chúng ta lại bị nổi trội, nổi trội quá, không cần thiết luôn, mất lịch sự đối với cái buổi tiệc đó. Thì Tiến nghĩ là cái điều đó là quan trọng. Mà Tiến nghĩ cái đơn giản nhất để phù hợp với tất cả các loại tiệc là những cái đầm cocktail màu đen đơn giản, vừa sang trọng mà vừa thanh lịch nữa, đúng không? Nhắc tới tiệc tùng thì tôi lại phải nhớ là dường như lâu lắm là mình chưa có dịp đến thấy chưa các bữa tiệc bởi vậy ăn mặc trịnh trọng một tí xíu, bởi vậy nên không có hiểu được tâm lý của các bạn mà được mời đi dự tiệc. Anh thấy anh tôi cũng đi ra mắt phim cũng là những từ trang trọng mà không mình nói là những cái tiệc rượu như tiệc này tiệc kia không? Okay. Nhưng mà cái đó thường nam là đa phần là toàn là áo vest hoặc là áo sơ mi, đúng không? Nhiều khi bây giờ chỉ dừng lại những chiếc áo sơ mi đập tay thôi chứ vest thì nó hơi bị trịnh trọng. Còn thêm điều gì mà mình cần phải lưu ý nữa không Hà Nhật Tiến? Cái cuối cùng Tiến nghĩ đó là chúng ta nên tập trung vào phụ kiện làm điểm nhấn. Thường các chuyên gia mà khuyên các bạn gái đi dự tiệc thường sử dụng những cái phụ kiện mang tính chất lấp lánh một xíu như là đính đá hoặc là có nhẫn kim cương. Nó sẽ vô cái không khí buổi tiệc thì ánh đèn nó sẽ làm chúng ta nổi bật hơn. Bên cạnh đó là khăn choàng cũng là cái phụ kiện để chúng ta có thể đi dự tiệc được. Làm thế nào đó cái hài hòa vừa cái phụ kiện với trang phục chúng ta mặc phù hợp với chiếc buổi sự kiện đó, thì cái nghĩ đó các bạn nên suy nghĩ để tạo cho mình một cái tổng thể hài hòa. Xin được cảm ơn Tiến rất là nhiều vì ngày hôm nay, và hẳn là những cái lưu ý vừa rồi rất là hữu ích cho anh Thơ cũng như là tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn Hà Nhật Tiến rất là nhiều. Vâng, và còn bây giờ xin mời quý vị các bạn chúng ta cùng đến với chương mục tiếp theo của chương trình, đó là chương mục Son sắc đổi thay.